Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Trần Minh Bào. Và hôm nay là hai đứa mình đang đi chơi ở Seattle, Washington. Và đố mọi người biết ở trong vali này thì có cái gì nha. Đây, tương tác với chị nghe chưa? Alo. Wow. Đây là dớ, tampon, face wipe. Face wipe là gì? Đây, đầu tiên là sẽ là một cái chiếc áo lông cừu. Chiếc áo bà ba. Quần sơn. Thấy thác kìa cha. Chẳng là. Mới mua hả? Ừ, mới mua mà. Tại trời sao? Đi mua không rủ. Wow. So soft. Bữa đó mày đi học không? Là cái nón. Trời ơi, nó quyết tâm mang cái nón quỷ này tới đây. Sốc. Rồi xong rồi, đây là một cái éo. Đồ đi ngủ. Ủa tại sao mình phải unbox này vô? Unbox là cái gì đây? Tại sao phải unbally cái này vô? Thì một cái turtleneck. Turtleneck. Turtle. Ê, tao cũng mang turtleneck luôn. But it's black. Trời ơi, em muốn mặc. Mẹ ơi, cho mẹ áo rồi mà. Đừng mặc, cảm ơn, cảm ơn. Đấy yêu không? Thêm một cái nón. Mấy nón này mình đổi không vừa nha. Vậy mày. Corset. À, áo nhân rồi. Oversized button shirt. Button up. Tao hiểu đây. Tao hiểu đây. Zara, Zara, Zara. Đa số đồ của mình thì chưa mặc một lần. Chưa mặc một lần. Một cái ví. Chân váy. Nè, cái này giống như là cái room bar, nhưng mà nó là best. Best room bar. Này kia kia nọ đó. Chưa mặc bao giờ luôn. Và một cái legging. À! Gì mà? Đang quay phim coi. Vô mà. Nghe mới kêu đó. Đâu có kêu chưa? Cho mẹ cái áo kìa, cho đi. Không vừa. Áo gì không vừa. Trời ơi, nó quay phim, nó giả dối đó mọi người. Đây, truyền hình thực tế. Reality show. Nè, cái áo này sao mẹ mặc vừa, nó ngắn. Nhỏ như vậy, mà sao mua chi cái màu tối thui vậy? Cái này là mua mà quên. Nè, quay theo kiểu truyền thực tế này, nè, đây. Đây. Rồi nha. Và đây nhỏ, là... Nhỏ, tao mặc mấy cái màu sáng. À má ơi. Chưa nghiệp vật. Những đau bụng. Nghiệp vật. Lấy về chùm ta. Làm gì làm tí gái. Kê bai mẹ. Ủa gì vậy? Trời, mùa hè. Strawberry. Mà mùa hè. Blue skirt. Zara pants. Tại sao tới đồ ra này mới la lên? Zara, Zara, Zara. Tại mấy kia không thích khai. Rồi xong, hết rồi đó. And then Silly. Một cái crop top. Ít đồ ghê. And then cái jean. Mày mua đâu. Misguided. Misguided. Và đây là lại thêm một cái áo trắng. Có làm anh lo lắng. Không. Nhưng là thuốc trong nắng. Và đây là một cái áo sơ mi kiểu khác nữa. Mà mọi người chưa bao giờ thấy. Hỏi dài. Hở dài. Dài. Mang đi một thu. Lá rơi đầy trứng ngọ. Cái đó của tao mà. Ở đây. Thôi không đeo đâu. Mới mua. Gì mới? Sao? Ê, nữ đồ kia kìa. Thêm bộ nữa. Thêm một cái áo. Áo cardigan. Và ở trong thì nó lại có thêm một cái crop top. Đây. Tân 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 tân. Và thế là hết. Trong một chiều. Em muốn đây. Nói với hơn. Rồi nó quay tới của nó đó. Đồ của mình. Đó. Chỉ có nhiêu đó thôi. Cái nào cũng nhăn hết chưa. Mũi. Là xong. Bây giờ mình buồn ngủ quá. Nếu mọi người biết bây giờ hiện tại bên mình là mấy giờ nha. Có nhiều người trả lời rồi đi. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Bye mọi người.